mẹ con gái về rồi à? Mẹ, hôm nay đừng nấu cơm nữa, chúng ta ra ngoài ăn nhé. Ra ngoài ăn không được. Ra ngoài ăn lãng phí lắm. Mẹ chân tay nhanh nhẹn cũng có thể nấu cơm. Bây giờ ra ngoài ăn, không phải là vừa không sạch sẽ lại không thực tế sao? Có người mời. Thật buồn cười quá mẹ, ở đây ngoài hai anh em con ra cũng không quen ai cả, còn có người mời ăn cơm sao? Mẹ là một người bạn của con. Nghe nói mẹ đến, đặc biệt mời mẹ ăn bữa cơm này. Mẹ nói anh ấy đã nói với con mấy lần rồi, nếu con không đồng ý, vậy sau này con cũng không dám gặp anh ấy nữa. Tú Tú nhà ta có triển vọng quá, cũng có người dính lấy mời mẹ ăn cơm rồi. Mẹ được, hôm nay mẹ sẽ đi làm giàu kiến thức. Trường Sớm à, anh thấy tôi như này không vấn đề gì chứ? Được được được, rất được. Anh cũng hỏi tôi không biết bao nhiêu lần rồi. Anh nói xem có phải anh thích Tú Tú nhà người ta rồi không? Nói gì chứ? Phẩm vị của tôi thấp như vậy sao? Anh nói Tú Tú nhà lát để tôi đem câu này nói cho Tú Tú biết. Đừng, bây giờ cô ấy nhìn tôi đã như kẻ thù rồi. Anh còn nói với cô ấy nữa, cô ấy sẽ phỉ báng tôi không bằng. Mẹ vợ đến rồi còn không mau đi đón đi. Tôi đi đây nhé. Chàng trai chậm chút thôi, bác cũng không phải là đi cướp bạc. Bác không sao, cháu đến để đón bác đi ăn cơm. Cảm ơn nhé. Mẹ Tú Tú, con đâu có nói bạn con là con trai chứ? Mẹ con cũng không nói bạn con là con gái mà. Bây giờ thời buổi này rồi, ăn bữa cơm cũng không phân trai gái, nha đầu chết tiệt. Đây là bạn của con Ngưu Khải Minh. Xin chào bác gái, chào tiểu Ngưu. Bác gái đi thôi ạ. Mẹ em không để anh đỡ Tú Tú. Sao lại nói chuyện với bạn thế chứ không? Chói đã quen rồi. Đi thôi mẹ, bác gái đi thôi. Nha đầu thối này con. Nào 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 bác gái nào. Cẩn thận nhé. Được được được. Nào nào nào. Chân 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 nào, ngồi cẩn thận ạ. Ngồi cẩn thận nhé. Tú à, đây là xe của tiểu Ngưu à. Đúng thế. Tiểu Ngưu thật tài giỏi, còn có thể mua được xe tốt như này. Mẹ cậu ấy à, giỏi hơn anh con nhiều lắm. Con xem ngồi đây mềm quá. Đúng thế, so với cái ghế cứng trên tàu hỏa mẹ ngồi đó tốt hơn nhiều. Mẹ xem đó, cũng không xem xem đây là xem gì. Ở đây còn có gối tựa nữa, con xem. Mẹ mẹ ngồi vững nhé. Không sao, đây là gì chứ? Cái này có thể xem được. Chính là tivi gì đó, xem tivi. Ôi, đứa trẻ này sao lại giỏi thế chứ? Bác gái, bác có thích ăn cá chép chua ngọt không? Mẹ em không thích ăn chua ngọt. Vậy thì kho tàu đi. Được được. Kho tàu gì? Mẹ em bà ấy chính là không thích ăn cá chép. Vậy bác gái bác thích ăn cá gì? Ở đây có cá đùi hấp, còn có cả cá hố kho tàu. Mẹ à, bây giờ khẩu vụ cũng thay đổi rồi. Cứ cá chép chua ngọt đi. Vậy được, vẫn là cá chép chua ngọt nhé. Vâng. Đúng rồi bác gái, gà cay là đặc sản ở đây. Bác đừng nhìn nó bình thường, nhưng ở đây vừa làm, thực sự mùi vị rất khác biệt. Mẹ em bà ấy không thể ăn cay. Mẹ nói với con này, bây giờ khẩu vị của mẹ thay đổi. Ăn trước đây không có vị, không ăn vào cơm. Ngưu cứ nghe theo cháu đi. Vậy được, cho một phần gà cay. Vâng. Tú Tú hay là em chọn đi. Em xem em và bác gái thích cứ tùy ý gọi. Đây là anh nói nhé. Tiểu hải sâm này, tiểu hải sâm này cũng khá ngon. Mẹ hay là như này. Tiểu hải sâm cho mỗi người một phần. Phục vụ giúp cho nhạt một chút nhé. Được. Mẹ không sao. Đúng thế, cái này Tú Tú. Mọi người cứ tùy ý gọi. Bác gái cháu đi nhà vệ sinh một lát. Không sao không sao, cứ tùy ý gọi, tùy ý gọi nhé. Phục vụ,
Phục vụ thôi. Tôi nghĩ vẫn nên tiết kiệm chút tiền cho Hải Sâm vừa gọi lúc nãy không cần nữa đâu. Cho một khoai tây sợi chua cay nhé. Được, thật là. Alo, lão Ngưu. A Đạt, không phải cậu nói rồi sao? Nói mẹ cậu thích cá chép chua ngọt và cả gà cay. Sao tôi một chút gì Tú Tú cũng phản đối thế? Nói mẹ cậu không thích. Lão Ngưu, đều là hoa từ mồm anh mà ra. Ai bảo anh đắc tội với Tú Tú chứ? Anh không sao chứ? Vậy dứt khoát anh cứ để Tú Tú chọn được rồi. Cũng may mẹ cậu tốt. Cá chép chua ngọt này và cả gà cay, bà ấy đều cần rồi, xem ra bà ấy thực sự thích. Mẹ tôi còn không hiểu sao. Vậy cậu hiểu em gái cậu không? Cô ấy nghe nói là tôi mời. Cậu biết cô ấy gọi gì không? Hải Sâm đấy. Cậu biết Hải Sâm đắt như nào không? Chuyện này cô ấy làm ra được tôi tin rồi. Vừa nãy suýt chút nữa dọa chết tôi rồi. Được rồi, không nói nữa, không nói nữa. Tôi phải đi lấy ít nước, bye bye. Tú à, con đừng nghĩ tiểu ngưu con người cậu ấy thật thà. Con liền ức hiếp người ta, bắt nạt kẻ yếu. Mẹ mẹ lớn tuổi rồi, thật là có con mắt tinh tường. Con cũng nhìn ra anh ấy thích con phải không? Thành thật nói cho mẹ biết, con từ ngày đầu tiên đi làm, anh ấy đã chạy theo đít con, nịnh nọt đi theo con, cũng đã theo đuổi con mấy tháng rồi. Đứa trẻ này cậu ấy, điều kiện khác thế nào? Nói thật mà, điều kiện khác của anh ấy cũng mạnh hơn so với người thường. Anh ấy công tác trong đơn vị cơ quan nhà nước, có nhà có xe, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, còn tướng mạo mà. Vừa nãy mẹ cũng đã nhìn thấy rồi phải không? Đừng nói tiểu ngưu này điều kiện thật khá tốt. Đúng thế. Mẹ vẫn nói một câu con không nghe lọt tai. Trên thực tế, anh ấy điều kiện gì cũng mạnh hơn anh con. Mẹ nói mẹ ép con kết hôn với anh con. Vậy không phải rõ rồi sao? Là đem con bò béo Ngưu Khải Minh này để vào ruộng nhà người khác sao? Mẹ nói xem mẹ cỡ để con và anh con cứ sống ở căn nhà hướng Tây đó sao? Mẹ nói Tú này, thực ra con gái tìm đối tượng đấy, không thể chỉ nhìn vào điều kiện vật chất, cũng phải nhìn người nữa. Đặc biệt là phải xem người ta đối xử với con có đủ tốt hay không. Mẹ sẽ cân nhắc tìm người như nào. Cậu ấy có thể đối xử với con tốt hơn anh. Mẹ vừa nãy mẹ cũng nhìn thấy cả rồi đấy. Anh ấy đối với con ngoan ngoãn nghe lời như thế. Anh con từ nhỏ đã được mẹ chiều rồi, như một đại thiếu gia. Mẹ nói xem anh ấy có thể đối xử với con tốt như nào. Hơn nữa mẹ vừa khóc vừa làm ầm lên, ép hai con đồng ý kết hôn. Dưa chín ép này có ngọt không chứ? Mẹ cứ tự cân nhắc đi ạ. Thức ăn đều mang lên rồi. Nào bác gái, nào ăn nhiều một chút. Nào, ăn thôi. Ăn nhiều một chút. Cứ để tự em được Ngưu Khải Minh. Kịch đã qua rồi nhé. Nhìn bộ dạng nịnh hót của anh, em đã ăn không nổi rồi, buồn nôn. Nha đầu này, sao con lại ăn nói thế chứ? Bác gái không sao. Cô ấy à, chính là khẩu xà tâm Phật. Thật ra trong lòng cô ấy đang rất vui. Cái này cũng biết à. Mau ăn thôi, ăn nhé. Đợi sau khi ăn xong, cháu sẽ dẫn bác đi dạo Nam Bình, tiện thể đi công viên luôn. Thật sao? Bác đến Nam Bình bao nhiêu lần rồi? Bọn nó chưa từng nói đưa bác đi dạo. Tốt quá rồi, cảm ơn cháu nhé tiểu ngưu. Không có gì. Nào, mau ăn thôi. Bác mau ăn đi. Bác gái hôm nay có vui không? Vui vui lắm, phong cảnh ở đây đẹp quá. Đúng thế, mùi ở đây cũng thơm. Được rồi, mẹ lên xe thôi. Mẹ cẩn thận một chút nhé. Đi tiểu ngưu. Alo, lão Ngưu A Đạt, chúng tôi vừa từ khu danh lam thắng cảnh ra, khoảng nửa tiếng sau về nhà. Làm tốt công tác được chuẩn bị ngay lập tức. Bác gái hôm nay mệt rồi phải không? Hôm nay mẹ được mở mang đồ óc rồi mẹ. Hôm nay đi chơi cả ngày. Mẹ ngồi xuống đây nghỉ ngơi một lát. Con đi vệ sinh. Tiểu ngưu cảm ơn anh nhé. À,
Không có gì không cần khách sáo. Bác gái sau này mở rộng tầm mắt rồi. Nước nhà vệ sinh đều tràn ra rồi. Mau 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 lên xem có chuyện ngạc nhiên thế. Sao thế, sao lại tràn ra thế này nào, để anh xem. Bác gái chắc là ống bị lão hóa rồi. Cháu phải ra ngoài mua chút ống nước và linh kiện. Không cần đợi anh nó về, chúng ta tự xử lý. Chuyện này không thể đợi. Rửa tay nấu cơm đều phải dùng nước. Không sao, cháu đi. Vậy anh mau đi được. Đi mua mau đi, sao có thể được chứ con. Không sao. Đứa trẻ này sự nghiệp thành công. Đối xử với người làm việc lại thành thật như vậy. Mẹ vậy nếu con nói. Mẹ đừng gả con cho anh con nữa. Tìm người đàn ông chất lượng tốt như thế cũng rất tốt. Con nói gì thế, người ta tốt đó là người ta. Cậu ấy có thể chu đáo với con được như anh con không? Không biết gì cả. Anh đừng vui nữa, mau lên sửa đi. Anh ngốc à, đến quán ngủ kim mua những thứ này đâu có nhanh về đến thế. Tôi đợi thêm một lát nữa, xem anh thông minh đấy. A Đạt đã bận cả buổi chiều. Đầu tiên đem ông mới tháo ra, lại đem ông cũ lắp lên. Anh nói xem Tiểu Kha thực sự sẽ được sống những ngày. May mà cô ấy còn giữ ông cũ lại làm phế liệu bán. Nếu không thì thực sự cũng không tìm được đồ thích hợp như thế. Chiều sớm thật ra bất kể từ gia đình, sự nghiệp tướng mạo phải không? Theo tổng thể mà nói anh cũng mạnh hơn A Đạt. Nhưng đáng tiếc anh đến muộn rồi. Tôi nói người anh em này, chính là đến quán ngủ kim mua đồ, cũng phải quay về rồi. Vậy được, tôi đi lên. Anh em nghĩ rộng một chút nhé. Tú Tú cầm cái cờ lê vào đây. Cấu này to quá, lấy cái nhỏ một chút, nhỏ một chút. Cái này được không? Cầm cả cái kìm qua đây. Còn cần nữa à? Phong nào bà. Để ở đó đó. Anh chơi tôi phải không kìm lấy đến. Sao lại không dùng chứ? Để ở đấy dự phòng mà. Lưu Khải Minh Anh vẫn theo dõi tình hình. Biết phải tìm lốp dự phòng mà. Không giống có những người muốn làm lốp dự phòng cũng không có ai cần. Anh nói ai đấy anh? Đùa với cô thôi mà. Tôi nói cho cô biết đây là giúp. Nếu không thì mẹ cô lại ép cô gả cho anh cô. Cô, Lưu Khải Minh cho dù là anh giúp tôi cũng sẽ không nợ anh ân tình. Hôm nay anh nói từng câu, tôi đều nhớ cẩn thận có ngày. Anh rơi vào tay tôi. Làm gì thế này đây? Bác gái mẹ, chúng con đùa thôi. Đùa ở nhà vệ sinh. Bác gái ông nước này sửa xong rồi, vậy cháu đi trước đây. Cậu nói gì thế, cũng phải ở lại ăn bữa có được không? Hay là để hôm khác đi ạ? Tối nay cháu có một bữa tiệc bàn công chuyện. Vậy nếu là bàn công chuyện thì tôi không giữ cậu nữa. Công chuyện quan trọng. Đúng thế, bác yên tâm. Sau này cháu sẽ đến nữa. Đi đây nhé đứa trẻ này. Nha đầu chết tiệt thật là. Gọi cuộc điện thoại trước đã. A Đạt, vở kịch này tôi giúp cậu diễn xong rồi. Tiếp theo phải xem bản thân cậu rồi. Tôi nói cho cậu biết, lão ngư tôi sẵn sàng không sợ chết vì bạn. Cậu nợ tôi một ân tình lớn đấy. Dùng sinh mạng diễn kịch à? Sao thế? Sao thế, Khổng phu tử từng nói, trên đời này duy nhất chỉ có phụ nữ và tiểu nhân. Hôm nay tôi cuối cùng cũng được lĩnh giáo rồi. Còn có một câu nói, chính là không phải oan gia co gặp mặt. Nói không chừng anh và Tú Tú thực sự có duyên. Nói gì thế chứ? Lão ngu tôi cả đời này không?
Cho dù tám đời độc thân cũng sẽ không cưới cô ấy. Tám đời thật sự có khí khái đàn ông được. Tôi nhớ kỹ câu này cho anh rồi. Đến sau này xem có ngày đấy đến không nhé. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không có ngày như thế đâu. Được rồi, lái xe đi thôi. Tiêu Hiểu, mình đến rồi đây. Xin lỗi, mình không nhìn thấy gì hết cả. Không nhìn thấy gì hết, mình làm phiền mọi người rồi. Miêu, cậu quay lại đi. Không nhìn thấy gì cả là đúng rồi. Vốn dĩ cũng không có chuyện gì cả. Mau vào đi, mau lên. Chuyện gì cũng không có cả. Đúng thế, giới thiệu với cậu một chút. Người này là sư huynh của mình. Nghe nói mình bị sái cổ, cứ muốn đến massage cho mình, là tay nghề của tổ tiên truyền lại. Đúng không sư huynh? Bạn đến rồi. Vậy anh không làm phiền nữa. Khi nào em tiện lại điều trị. Cảm ơn sư huynh, vậy anh đi trước đây. Trời ạ, đợi lúc tôi tiện thì cũng không cần anh đến nữa. Có phải mình làm bóng đèn của hai người rồi không? Làm bóng đèn ghét chứ, cậu muốn mình tức chết có phải không? Đó chỉ là một người sư huynh, cậu đừng nghĩ nhiều quá. Không thích kiểu đàn ông như vậy, không có việc gì cũng làm đến chết đi được. Mình cảm thấy con người cậu đúng là quá khó hầu hạ rồi. Cậu nói xem, đàn ông đối xử với cậu mắng cũng không được, yêu cũng không xong. Vẫn là câu nói đó, đàn ông gặp phải cậu chính là kiếp trước nợ cậu. Mình cũng cảm thấy như vậy, nhưng cậu nói nếu người khác nợ mình, vậy chắc chắn mình cũng nợ người khác. Hy vọng kiếp này vận mệnh của mình đừng tệ quá, nhất định đừng để mình gặp phải. Có thể kéo dài cả đời thì cứ kéo đi. Dù sao món nợ này mà, nói cho cùng cũng là phải trả. Được đấy, Nhĩ Kha Nhất Miêu, đấu võ mồm với mình à. Xem ra tâm trạng khá tốt nhỉ. Kha Nhất Miêu mình quen quay về rồi. Định tính thế nào? Chuẩn bị ăn chơi cùng mình chứ hay là mình nghĩ kỹ rồi mình đến lấy vali? Mình phải về nhà. Cậu nghĩ kỹ rồi. Được, cậu muốn hiểu thì phải hiểu cho thật kỹ. Mình đưa cậu về nhà. Không cần, mình tự về lại. Cậu chắc chắn không cần mình cho cậu. Chút động lực ủng hộ. Cứ để hỏa lực càng mãnh liệt chút đi. Hơn nữa, Lỗ Đạt đang nội bộ làm tan rã mẹ anh ấy. Đợi sau khi chiến thắng, mình sẽ kể tỉ mỉ hơn với cậu. Cố lên, một khi không thành công cũng không sao. Nhớ là cánh cửa ký túc vẫn luôn mở rộng chào đón cậu. Được, đợi tin tốt của mình. Trang Trọng, Nhất Miêu, em xuống rồi à? Trường Sống, sao anh lại ở đây? Ở đây không tiện bắt xe. Tôi nghĩ tôi đưa em về. Không cần đâu, hôm nay đã phiền anh đưa lão Ngưu đi, đã rất ngại rồi. Lại như này nữa, thật sự sẽ rất ngại. Nhất Miêu, tuy hai chúng ta có duyên nhưng không có phận, nhưng có thể làm chút gì đó cho em, tôi sẽ rất vui. Bây giờ mọi chuyện đều đã qua rồi, em và Lỗ Đạt có thể yên tâm bên nhau rồi. Tôi mừng cho hai người. Cảm ơn ý tốt của anh. Có điều anh làm như vậy, tôi sẽ có áp lực tâm lý rất lớn. Hơn nữa Lỗ Đạt anh cũng biết, anh ấy vốn dĩ có chút thành kiến với anh, không nên tạo thêm những phiền phức không cần thiết. Tôi nghĩ vẫn nên thôi đi. Anh mau về đi. Được, tôi đồng ý ý kiến của em. Vậy sau này chúng ta vẫn làm bạn chứ? Đương nhiên rồi. Nếu như anh cần tôi giúp đỡ gì, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình. Em cần giúp đỡ gì, tôi cũng có thể giúp em được không? Chắc là được. Chỉ cần anh không chê phiền. Đương nhiên tôi không chê phiền rồi. Có thể làm chút gì đó cho em, tôi cam tâm tình nguyện. Được rồi, vậy anh mau đi đi nhé. Tôi đi trước đây. Được, về rồi à, về rồi à. Thơm quá. Món gì thơm thế? Ngửi thử xem em gái con làm đấy. Ở nhà không sao chứ? Anh đi nói chuyện với mẹ đi, em vẫn phải làm cơm. Thật ngon. Chưa từng được ăn cơm em gái làm mà. Trưa hôm nay à, em gái con có một người bạn. Đúng tiểu mưu cậu ấy. Mời hai mẹ con chúng ta ăn một bữa cơm thịnh soạn, sau đó lại đưa chúng ta đi dạo công viên. Sắp xếp như thế à? Ý của con là con sắp xếp. Không phải mẹ con đang nghỉ việc trong cơ quan. Mẹ tiếp tục nói, tiếp tục nói đi. Mẹ thấy tiểu ngư này rất thú vị. Sau khi về vừa ngồi một lát, nha đầu đó hét dò nước rồi. Sau đó cậu ấy liền đi xem.
Người ta còn xuất tiền ra ngoài mua ông nước linh kiện gì nữa đấy. Con nói xem đứa trẻ này có thú vị không? Đó là cậu ấy tự nguyện. Ai bảo cậu ấy là bạn trai của Tú Tú? Bạn trai chính là loại bạn trai đó. Mẹ không biết à? Tú Tú không nói à? Vậy coi như con chưa nói. Con thấy nó không dám đâu. Đến lúc đó mẹ cũng lại không đồng ý. Nha đầu chết tiệt này, sao nó không chính thức nói với mẹ một tiếng chứ? Mẹ bây giờ con gái muốn tìm một người bạn trai có tiền khó lắm chứ. Mật ít rồi nhiều à, muốn tìm một người bạn trai tốt, đối xử tốt với bạn gái đã khó, càng thêm khó muốn tìm một người bạn trai vừa có tiền lại đối xử tốt với con gái. Thắp đèn lồng lên mới tìm thấy được. Mẹ nói có phải không? Mẹ chỉ nghe người ta nói trong thành phố con gái nhiều hơn. Tiểu ngư này chính là thắp đèn lồng, cũng khó tìm được. Mẹ phải bảo Tú Tú bỏ qua thôn này, lạc chân ở cửa tiệm này của con. Mẹ cứ xem. Con đây là bị mẹ ngày nào cũng uy hiếp phải cưới Tú Tú. Tính khí của Tú Tú con làm anh còn được. Nếu ngày nào cũng phải mặt đối mặt vậy thì con thảm rồi. E rằng người bị bệnh là con. Chuyện này mẹ và ba con thực sự chưa từng nghĩ đến điểm này. Mẹ và ba con hồ đồ rồi. Mẹ nghĩ thử xem, người ta nuôi ba đứa con, sau đó ba đứa con nhà người ta dẫn theo con dâu con rể về, ba biến thành xấu rồi vậy. Mẹ và ba con bận bịu cả nửa đời người rồi, kết quả vẫn là tốn công vô ích. Chẳng phải đây là vụ làm ăn thua lỗ sao? Nghĩ cũng đúng nhỉ. Mẹ và ba con trước nay chưa từng nghĩ đến nếu tìm người ngoài không phải trong nhà người sẽ đông hơn, nào nhiệt hơn sao? Đúng thế, náo nhiệt lắm đúng thế. Mẹ, anh ăn cơm thôi, mau ăn cơm nào. Món này khác ngon, mẹ ăn nhiều một chút. Sao thế, ngon không? Cũng được, hôm nay vừa không nhiều muối chứ. Mẹ, không phải chứ, đây gọi ta là mẹ. Con giới thiệu một chút, đây là vợ con Kha Nhất Miêu, công tác ở phòng thuốc bệnh viện. Vợ mẹ em biết, anh sẽ không giới thiệu nữa. Đây là em gái anh Tú Tú, cô ấy cùng mẹ đến tham quan nhà mới của chúng ta. Tú Tú chăm chỉ lắm, tất cả bữa cơm tối nay đều là con bé làm. Lát nữa em muốn thử tay nghề của con bé đặc tử. Mẹ đều trách con không tốt. Mẹ nói xem, hai chúng con kết hôn hơn nửa năm rồi, chỉ sợ mọi người lo lắng, cũng không dám nói với mọi người. Vốn dĩ muốn đợi nhà cửa trang trí xong, mọi việc sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ thỉnh tội với mọi người. Mẹ đừng trách Lỗ Đạt nhé. Anh ấy bình thường rất hiếu thuận. Mẹ sẽ tha thứ cho anh ấy đúng không? Mẹ nhớ có gì không vui tức giận, muốn đánh muốn mắng cứ nhằm vào con. Mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không oán trách. Mẹ đây không phải là lỗi của Miêu Miêu. Mẹ muốn đánh thì đánh con, không đúng hãy đánh con đi ạ. Em là vợ anh sao có thể đánh em được chứ? Không đánh em hay đánh anh tính chất càng nghiêm trọng. Không được rồi, hai đứa đừng diễn kịch nữa. Ta cũng không phải là ngốc. Mẹ chúng con không diễn kịch. Không diễn kịch đâu. Bất kể có diễn kịch hay không, dù sao lần này ta đến để con trai ta đùa cợt rồi. Tú Tú à, con xem, đều thành ra thế này rồi, con bảo mẹ phải nói gì chứ? Sao con không nói sớm? Mẹ bây giờ không phải đúng lúc sao? Lão Ngưu đó, anh ấy cũng theo đuổi con mấy tháng rồi, mồm mép đều vội đến mức sủi bọt rồi. Không phải mẹ cũng cảm thấy anh ấy rất tốt sao? Nếu không phải mẹ ép con và anh trai kết hôn, nói không chừng con sớm đã tốt với anh ấy rồi. Tú à, con xem, mẹ đây đúng là chuyện tốt mà. Lúc mẹ vừa đến mẹ cũng nhìn thấy rồi, trong nhà anh con sắp xếp gọn gàng như vậy. Mẹ còn nói trong phòng anh con có phải giấu một cô tiên ốc không? Lần này tốt rồi, mẹ xem, cô tiên ốc xinh đẹp như này xuất hiện rồi. Mẹ phải cảm ơn trời đất mới đúng. Được rồi,
他们都睡着了。真睡没睡着我不知道，起码装的睡着。哎呀，你妈妈也是为你好。为我好。 Mọi người đều ngủ say rồi. Ngủ say thật hay không anh không biết. Ít nhất cũng giả vờ ngủ say. Mẹ anh cũng là muốn tốt cho anh. Muốn tốt cho anh là thật. Nhưng phải chú ý đến phương pháp cách thức nữa. Làm anh giống như người bị hại. Khốn đốn quá chừng ai có thể đồng tình. Anh là người bị hại vậy em là gì thế? Kẻ xâm lược. Tuyệt đối không phải đây là nhà em. Đây là em đang bảo vệ vườn nhà mình. Tuyệt đối là một hậu vệ thực sự. Biết được anh sẽ nói câu đó. Nói đi nói lại. Lần này em thể hiện rất dũng cảm. Có lễ có tiết không kiêu ngạo. Liên kết liền mạch. Hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của anh. Không giấu gì em lúc đó anh đã làm tốt. Tâm lý chuẩn bị hy sinh anh dũng rồi. Lôi ra ngoài phân bua với mẹ anh. Cần nói gì anh vẫn phải nói. Không phải chứ anh thật sự định lật mặt với mẹ anh à. Lừa em anh ngã từ tầng 7 xuống. Không thể nói như vậy được. Nếu anh nói lời như vậy, vậy em sẽ để mẹ anh tìm một người ngực to mông to bà ấy có thể thích. Sau đó thì tự em cũng đi tìm một người đáng tin cậy. Vấn đề là em nở lòng nào. Anh biết lần này em tại sao lại dám quay về không? 8 phần là gặp được quân sư tốt phải không? Lại là Tiêu Hiểu. Không phải. Cô ấy chỉ khiến em nhìn rõ một sự thật. Nhưng đưa ra quyết định là bản thân em. Sự thật gì? Em cảm thấy cho dù chúng ta tức giận như nào đi nữa, cãi nhau như nào đi nữa, em vẫn yêu anh, vẫn yêu gia đình này. Anh cũng yêu em. Hơn 9 giờ rồi vẫn còn ngủ nữa. Chuyện gì thế chứ? Vẫn còn ngủ sao? Một lát nữa cũng đến cơm trưa rồi. Xem các con đi chuyện gì đây chứ? Ngủ cũng không biết. Gấp những thứ này lại. Ngày hôm sau đi làm mặt nhăn lại vội vàng. Thật là hôm nay là chủ nhật. Hiếm lắm mới được ngày nghỉ. Con và Miu Miu hiếm kể từ ngày ta gả chồng. Chưa từng được ngủ một giấc ngủ lười. Miu à, mau dậy đi. Giúp ta xem quạt thông gió đó. Cũng không biết làm sao. Cánh quạt cũng không quay. Nhanh lên đấy. Con đi xem. Được, mau lên. Sao con lại ra thế? Không phải là quạt thông gió. Mẹ gọi là Miu không gọi con. Không phải đều giống nhau sao? Em đi xem sao Miu không biết đi. Quạt thông gió không cần sửa, không cần sửa. Đi ngủ tiếp đi, ngoan ngủ tiếp đi. Con xem nào. Đều là mẹ không tốt. Làm phiền con ngủ rồi ngủ tiếp đi. Chuyện này không cần con quản. Ngủ tiếp thôi. Sao lại không sửa à? Em hiểu rồi. Vợ em làm gì thế? Mẹ cái đó con giúp mẹ. Xem quạt thông gió đó. Quạt hút mùi không cần xử lý nữa. Con đi xem cái đó xem. Nhìn thấy chưa, lau cửa sổ trước đi. Ghế nước dễ lau. Giấy báo đều chuẩn bị cho con cả rồi. Con đi vâng. Mẹ nói cho con biết việc như này ở nhà chúng ta. Nếu để đàn ông nói. Không, con sẽ không làm như vậy. Mẹ thời đại nào rồi? Vì chuyện này cả nhà sẽ bị người khác coi thường. Mất mặt lắm. Được rồi mẹ.
Con đi lau cửa sổ giúp mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, mẹ nghỉ ngơi. Con nhìn thấy mẹ nghỉ ngơi bao giờ chưa? Mẹ nói cho con biết, kể từ hôm mẹ bắt đầu kết hôn đó, mẹ đã hiểu nửa tắc. Mẹ nói cho con biết, kể từ hôm mẹ bắt đầu kết hôn đó, mẹ đã hiểu nửa tắc. Mẹ nói cho con biết, kể từ hôm mẹ bắt đầu kết hôn đó, mẹ đã hiểu nửa tắc. Mẹ nói cho con biết, kể từ hôm mẹ bắt đầu kết hôn đó, mẹ đã hiểu nửa tắc. Mẹ nói em lười như nào? Sao lại không hiểu nửa tắc chứ? Một tuần em đi làm 6 ngày, em chỉ ngủ nu gu một chút cũng không được sao? Bà xã đại nhân ấm ức em mấy ngày này, đợi sau khi mẹ anh đi, anh nhất định sẽ bưng trà rót nước, bóp eo xoa chân hầu hạ em. Đúng rồi, lần sau anh nói với mẹ một tiếng. Vào phòng chúng ta gõ cái cửa nhé. Ngộ nhỏ chúng ta. Anh nói xem có phải không đúng 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 thế. Lúc anh nói với mẹ anh uyển chuyển một chút, đừng để bà cảm thấy là em sai khiến anh nói thế. Vâng. Vâng. Mẹ chuyện này, lần sau lúc vào phòng con, gõ cái cửa nhé, ngốc chết đi được yên tâm. Mẹ không nhìn trộm các con đâu, con trai mẹ cũng kết hôn rồi, ít nhất có chút riêng tư chứ. Con đem chuyện bé xé thành lớn đất, còn còn riêng tư nữa. Là nó bảo con nói thế. Không phải mẹ là con là con cũng xấu hổ mà. Không phải mẹ nói nó, nhìn dáng vẻ mong manh của nó như một cô công chúa, mẹ không chịu được. Mẹ vừa nghĩ cả đời này đều phải hầu hạ một người như vậy, mẹ liền tức rồi. Không sao, mẹ nói xem bớt bớt giỡn. Nếu con và Tú Tú nhà ta thì tốt biết mấy. Mẹ dừng lại mẹ, vấn đề này đã được lật đi rồi, con giúp mẹ chọn rau đi Miu. Lát nữa lai xong cửa sổ qua đây làm rau cho mẹ. Vâng vâng ạ, mẹ. Miu Miu cô ấy đã vất vả cả tuần rồi. Câm mồm ra xem tivi đi. Hả? Sao vậy? Tôi đang nuôi cá lúc đó, tay bị chà chà. Chà chà. Lu Đa, anh giúp tôi lấy một cái cửa thiết. Sao tình huống? Sao vậy? Tay bị nung bung rồi. 哎呦，就这么个小口子，你至于那么大惊小怪？就是你不行吗？ Vừa nãy lúc con làm cá bị đâm vào tay, mẹ xem. Lỗ Đạt, anh giúp em băng cứu thương, sao thế? Tay bị rách rồi. Vết rách nhỏ như này thôi, còn có đến mức phải kinh ngạc thế, nói con không được sao? Nào không cần anh. Để anh mổ cả, không cần con. Cái gì mà gọi con đến mổ chứ? Một người đàn ông cả ngày chỉ biết quanh phòng bếp, con có chút tiền đồ không thế? Mẹ đây. Nhất Miêu tay bị đâm rách, cô ấy không thể mổ cá được. Vết thương này nước vào sẽ nhiễm trùng. Cái đó. Cái này không sợ. Miêu đi đôi găng tay này vào, không vào nước sẽ không lo nhiễm trùng không. Con đừng ở đây đâm chọc nữa, đi xem tivi đi. Không, găng tay này là kích cỡ của con. Đi nào mẹ. Được rồi, đeo găng tay lên tiếp tục làm việc đi. Miêu đâu? Hình như đang học ở trong phòng. Cơ quan cô ấy có lớp thi chuyện nghiệp bận lắm. Đều nói con gái Tây An chịu khó. Mẹ thấy nó chẳng chịu khó chút nào. Mẹ nói là chỉ việc nhà. Nó cả ngày bận chút việc công. Lẽ nào nó còn muốn làm lãnh đạo cơ quan à? Đàn ông lo việc ngoài, phụ nữ là tổ tiên truyền lại. Mẹ chỉ muốn nó trong trong ngoài ngoài đem cái nhà này dọn dẹp cho thật gọn gàng, thu xếp cho con đâu vào đấy. Như vậy thì con mới có thể có tiền đồ lớn. Con gái bây giờ bình thường đều không làm việc nhà. Miu Miu như vậy đã là rất tốt rồi. Mẹ cảm thấy nó căn bản không thương con. Con cảm thấy rất tốt. Tốt ở đâu? Trong mối quan hệ của hai con thương nó nhiều hơn nó thương con. Con người à, ai có thể không gặp chút việc lớn chứ? Nếu con gặp phải thất tai bát nạn gì đó, loại người phụ nữ này cô ta không thể nào đi cùng con. Trông coi con, bởi vì loại người này trong lòng cô ta chỉ có bản thân. Mẹ có phải mẹ nghĩ hơi nhiều? Mẹ không thể hy vọng con trai mẹ tốt sao? Con trai con và Tú Tú là tất cả của mẹ. Lu Đa,
倒杯水。哎，来了。đang yên đang lành, ai cũng đừng có sai sót gì. 没长手没长脚啊，忙着陪妈看电视呢。lỗ đặt rót cốc nước. 小心烫。không có tay có chân sao? đang bận ngồi ở mẹ xem TV đây. 就不劳您大驾了，赶紧陪你妈看电视去吧。你不是说要给我端茶倒水捏腰捶腿的吗？你不乐意就算了，我也没想麻烦你。vợ đọc sách vất vả rồi để anh cần cho thôi. không cần đến anh đại giá, mau đi ngồi xem TV với mẹ đi. không phải anh nói muốn bưng trà rót nước cho em, xoa eo bóp chân cho em sao? anh không vui thì thôi, em cũng không muốn phiền đến anh. còn nữa sau khi anh tan làm.Anh cũng phải hỏi hỏi, tự nâng cao nghiệp vụ của mình. Như vậy mới có thể sự đề bạt của lãnh đạo mà đúng. Anh xem Thavi có thể xem ra được gì chứ? Ngang như Ngọc Hoàng Kim ốc. Nhà chúng ta còn bao nhiêu nợ chưa trả? Không nói với anh nữa. Con xem. Lại dám dạy dỗ cả con. Quả thật là vô pháp vô thiên. Nói vui thôi, nói vui thôi. Vừa nãy kịch hàng đó thế nào? Hai người sau đó có thân không? Không có tiền đồ. Mau xem, mau xem. Miu Miu em giận rồi à? Không, anh nói. Mẹ anh ở đây mấy ngày này, biểu hiện của em thế nào? Công nhân gương mẫu. Anh nói xem em khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một còn mới tới bận nuôi. Người ta đến giờ điểm công cũng không muốn làm việc em đều làm rồi. Anh nói mẹ anh còn gì không vui nữa chứ? Em đọc sách khát nước. Mẹ anh cũng không để anh rót cho em. Đâu có không vui đâu. Chỉ là người già có lúc phải dỗ. Ví dụ lúc ăn cơm trò chuyện với bà, lúc làm việc giúp bà một tay gì đó, dỗ bà vui thì không có gì để nói rồi. Em cũng muốn quan trọng là em không chen miệng vào được. Vậy sau này cứ học anh nở nụ cười. Nhìn lúc anh cười em hãy cười. Bây giờ cười. Anh cười giả quá. Em thật không được. Mẹ anh cũng quá lợi hại rồi. Anh nói xem mỗi ngày em gần bà, luôn có một loại áp lực lớn vô hình hất vào mặt. Chuyện gì thế? Đừng kéo dài cái mặt ra thăm con gái ông không vui à? Vui chứ đương nhiên là vui rồi. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Tôi phải cảnh cáo ông, khách khí với người ta một chút. Ông khách khí với người ta sẽ khách khí hơn với con gái chúng ta. Ông nghe thấy chưa? Ba mẹ Miu Miu, bà thông gia ba mẹ đi đường vất vả rồi. Nào bà thông gia, sức khỏe của ba vẫn tốt. Đây là đặc sản rượu Tây Phong của Tây An chúng tôi. Đến chơi thôi còn mang quà gì chứ? Nào đây không phải là mang cho ông anh tôi. Ông thông gia của tôi đâu? Sức khỏe của ông ấy không tốt, dưới quê còn cả đống việc lớn. Tôi liền bảo ông ấy ở lại quê. Nào ngồi đi. Miu rót trà đi. Vâng, ba ngồi đi, ngồi nào. Bà thông gia à, Miu Miu từ nhỏ đến lớn đều bị ba nó chiều hư rồi. Việc nhà cửa đều không biết làm. Chỉ có một đứa con gái bảo bối này cho đến sau này. Nó rời xa chúng tôi, mình sống độc lập sau đấy. Nó mới học biết một chút, chắc chắn làm không tốt. Bà hãy kiên nhẫn hơn một chút nhé, không thành vấn đề nào. Miu Miu nhà chúng tôi gả cho Lỗ Đạt nhà bà, tôi cũng yên tâm rồi, nó biết chăm sóc người khác. Sẽ không để con gái tôi chịu ấm ức, phải không Lỗ Đạt? Vâng, bà con sẽ làm thật tốt. Nếu nói việc nhà này thì phải là chuyện của người phụ nữ đúng không? Miu Miu nó không biết, nó có thể học đúng không? Làm nhiều sẽ biết phải không Miu Miu? Theo lý mà nói hai vợ chồng trẻ kết hôn, ngày tháng hai đứa sẽ cùng nhau sống. Việc nhà nam nữ đều cùng làm đúng. Nhưng ai bảo Lỗ Đạt nhà chúng ta, nó làm việc ở cơ quan nhà nước, nó cũng là bộ phận quan trọng, rất quan trọng. Bận không có thời gian phải không? Muốn làm cũng là những công việc nặng nhọc mệt mỏi. Việc sức lực thuộc về đàn ông. Việc lau lau rửa rửa trong nhà, sửa chữa từ trong ra ngoài, phụ nữ cũng phải gánh vác nhiều hơn một chút. Con nói xem nhất miêu. Bà thông gia nói rất có ý nghĩa. Thời đại không giống nhau. Bây giờ có việc gì nặng nhọc đàn ông phải làm chứ? Hơn nữa nhất miêu nhà chúng tôi
công việc cũng rất bận. Nó ở bệnh viện là vấn đề lớn liên quan đến mạng sống. Ba, là, là. Cô này nói không sao. Con người ai cũng có số mệnh riêng của mình. Nói đến hôn sự này, tôi vốn dĩ cũng không có ý định miêu miêu kết hôn sớm như vậy. Chỉ là có một số chuyện không thể chọn lừa. Ba nào, con kính ba, được. Ông thông gia à, câu này của ông nói đúng ra. Nếu nói hai đứa trẻ này lén lút kết hôn chuyện này, đừng nói ông bà không vui, tôi cũng tức cả bụng đây có đúng không? Ông nói đây là lựa chọn của mỗi người. Chúng ta cũng không làm được gia đình này phải không? Suy bụng ta ra bụng người chuyện này phải đặt vào tôi. Tú tú nhà tôi lén lút như vậy, dễ dàng đem mình giao cho một người đàn ông như vậy, mặt mũi của tôi không có chỗ nào để nữa. Nói ra mất mặt lắm phải không? Không biết còn tưởng tú tú nhà tôi có vấn đề ở đâu nên mới vội vàng gả mình đi với mẹ ăn nhiều thức ăn một chút. Bà nói con gái ai không gả đi được. Tôi nói tiếng người ông nghe không hiểu à? Ba gì mà ba? Miu Miu lần này ba giúp con dạy dỗ bà mẹ chồng đó một trận. Ba còn biết ba chống lưng thay con, nhưng lần này ba cũng quá đáng quá. Cũng may không xảy ra chuyện gì lớn, không thì con và Lỗ Đạt ở giữa phải làm thế nào. Cũng may mẹ Lỗ Đạt là một người vô tư, bà ấy sẽ không ghi thù. Bà ấy muốn ghi thù thì cứ ghi thù đi. Tôi sợ bà ta không bằng. Tôi đi cả hàng nghìn cây số từ Tây An đến đây chính là muốn giết uy phong của bà ta, diệt nghệ khí của bà ta, đem con gái gốc của ba thành người giúp việc. Nằm mơ. Được rồi ba, chúng ta đi thôi, đi. Mẹ nghĩ rồi, mẹ cũng nên về rồi. Ngày tháng phải để hai con tự sống. Mẹ lần này mẹ vẫn chưa ở bao lâu, là vì ba mẹ của Miu Miu sao? Ba mẹ vợ con nói vài câu đó con cũng đều không nghe ra à? Đương nhiên rồi, mẹ mới không bận tâm đôi câu của ông ấy nói. Mẹ cũng không thèm so đo với ông ấy. Ông ấy là ba vợ con, mẹ cũng không phải là vì con sao? Mẹ cũng không muốn con bị mắc kẹt giữa hai nhà. Con nói đúng không? Con cũng đừng nói ông già xấu tính đó có nói câu, nói phải có lý. Con nói quy tắc tổ tiên nhà để lại mấy nghìn năm nay. Chuyện kết hôn lớn như vậy, tiệc rượu nhất định phải làm. Chúng ta không chỉ phải làm còn phải làm hoành tráng, làm một tiệc rượu lớn đầy thể diện. Cần làm chúng ta nhất định sẽ làm. Đều làm cho ổn thỏa. Mẹ lần này về sẽ đem những chuyện này lo liệu ổn thỏa. Phàm là những thứ trong nhà có, mẹ sẽ dốc toàn lực làm một chút cũng không cẩu thả. Quyết không thu nhỏ, không thích cái mũi khuôn mặt nhỏ đó. Cảm ơn mẹ. Mẹ đang nghĩ sau khi mẹ đi, căn phòng này sẽ không trống ra nữa đúng. Con đón tú tú đến sống. Hả cái gì à? Xem bộ dạng con kinh ngạc kìa. Tú tú con bé sống ở ký túc ba mẹ đến, nó còn phải dành phòng cho người ta. Còn đón tú tú đến sống cùng một thời gian cũng không phải sống cả đời. Sợ Miu Miu không vui phải không? Không có, không phải là vì cô ấy.